Bệnh nhân Lê HD, 26 tuổi, được cứu sống dù đã ngưng thở, ngưng tim từ trên mái nhà, trước hết là nhờ có cấp cứu tại chỗ ngay từ ban đầu của nhân viên y tế địa phương. Tiếp đó, trạm cấp cứu tại địa bàn của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng điều xe đến kịp thời, tích cực tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn liên tục trong quá trình chuyển bệnh nhân đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng. Sau hơn 100 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân phục hồi tuần hoàn và cai được ECMO. Chúng tôi đã có cái sự phối hợp chỉ đạo với trung tâm cấp cứu một năm đối với những người mà tham gia cấp cứu trực tiếp bệnh nhân á, là phải đảm bảo làm sao cho ép tim ngoài lòng ngực gọi là chúng ta dùng tuần hoàn nhân tạo của chính đầu bàn tay của người nhân viên y tế để giữ được cái dòng máu lưu thông để nuôi não và những cơ quan trọng yếu. Thì trong thời gian là cho chúng tôi tiếp cận ở cấp cứu, chuyển vào khoa hồi sức tích cực thì toàn bộ hệ thống báo động đỏ đã được kích hoạt. Đồng thời tất cả gần như 4 ekip cấp cứu hồi sức tích cực phẫu thuật ngoại, tim mạch và gây mê hồi sức cùng phối hợp và đã làm thực hiện ECMO. và tất cả các biện pháp hồi sức và cấp cứu cao cấp nhất của thế giới là đã được áp dụng vào bệnh nhân. Thời gian qua, khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai đề tài ECMO cho nhóm bệnh nhân ngừng tuần hoàn và nhóm bệnh nhân sốc tim mang lại kết quả rất tốt, qua đó xây dựng được quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn có ECMO trong nội viện nên triển khai rất nhanh và bài bản. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang nỗ lực triển khai hệ thống lớn hơn, báo động cấp cứu trên toàn thành phố và tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện cho y tế cộng đồng. Thì năm 2000 đến 2023 là chúng tôi đã làm một cái đề tài ECMO với cái phương châm là à, training, có nghĩa là đào tạo cho tất cả các trung tâm y tế quận huyện cũng như trung tâm cấp kế một năm về sơ và cấp cứu ban đầu để tiến tới cái việc là chúng ta sẽ làm ECMO để cứu sống bệnh nhân đối với những trường hợp bệnh nhân ngừng tim chúng tôi cũng đang xây dựng với sở y tế về cái báo động cấp cứu toàn thành phố đối với những trường hợp bệnh nhân nặng và nguy kịch chúng ta phải tiếp cận bệnh nhân sớm bệnh nhân phải được hỗ trợ y tế sớm nhất và phải đúng và phải đủ và cuối cùng là kết nối với bệnh viện Đà Nẵng kết nối với cái hệ thống của à, à, quy trình làm ECMO nội viện và và chúng ta tiến hành một cách đồng bộ như vậy thì rất là nhiều bệnh nhân nặng và nguy kịch là có à, khả năng là được cứu sống. Qua thực tế trường hợp của bệnh nhân Lê HD như trên cũng như những nỗ lực của bệnh viện Đà Nẵng thì còn cần hơn nữa việc kết nối giữa bệnh viện với y tế cộng đồng, phối kết hợp từ trạm y tế cơ sở đến hệ thống cấp cứu ngoại viện để rút ngắn thời gian từ khi bệnh nhân được sơ cấp cứu ban đầu đến khi vào bệnh viện, từ đó sẽ nâng cao hơn nữa cơ hội cứu sống bệnh nhân.